Người đàn ông ra tay với nam sinh giữa đường ở Quảng Ngãi bị buộc thôi việc tạm thời. Hoãn phiên tòa phúc thẩm xử cựu cục phó quản lý thị trường Trần Hùng nhận hối lộ. Phát hiện nam thanh niên cháy như ngọn đuốc, nghi tự thiêu ở Bình Dương. Cháy lớn tại quán rửa xe trong đêm do chập ổ điện. Hàng loạt xe máy đi ngược chiều tại ngã tư 4 tầng hiện đại nhất Hà Nội bị xử lý. Cháy nổ xảy ra là điều không ai mong muốn và những hậu quả mà nó để lại vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mới đây tại Lào Cai đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị. Rất may không có ai thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập ổ điện dẫn đến cháy. Cụ thể vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 19 tháng 12 đã xảy ra vụ cháy tại một quán rửa xe trên địa bàn phường Trần Phú, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Do đặc thù, khu vực xảy ra cháy có nhiều đồ dùng, vật dụng dễ bắt lửa nên vụ hỏa hoạn nhanh chóng vượt tầm kiểm soát, cả một khu vực chìm trong biển lửa. Để hạn chế đám cháy lan nhanh gây thiệt hại, người dân đã nhanh chóng điều khiển các phương tiện ra xa khỏi quán rửa xe đang bốc cháy dữ dội. Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Được biết, cơ sở xảy ra cháy là quán rửa xe ô tô, xe máy do ông Ngô Văn Tê, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại tổ 18, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai làm chủ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 20 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chập điện tại khu vực ổ điện cắm tủ lạnh. Cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe, thậm chí tính mạng của nhân dân. Vì thế, người dân cần hết sức cảnh giác, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Mới đây, một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra ở Bình Dương. Tại một khu vực đường vắng ít người qua lại trên địa bàn tỉnh, người dân phát hiện một nam thanh niên bốc cháy nên vội vàng chạy tới ứng cứu. Nạn nhân sau đó đã được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo đó, sáng ngày 20 tháng 12, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị hiện đang điều tra, làm rõ vụ việc một thanh niên bị bốc cháy nghi do tự thiêu xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân di chuyển trên tuyến đường Bình Chuẩn 32 thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương thì phát hiện nam thanh niên bốc cháy dữ dội, cơ thể nồng nặc mùi xăng. Ngay lập tức, người dân đã hô hoán nhau chạy lại hỗ trợ dập lửa, sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng cơ thể cháy đen, bỏng toàn thân. Vụ việc được người dân trình báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, giới tính nam. Hiện cơ quan công an đang xác minh danh tính nạn nhân để làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể nạn nhân tự thiêu bằng xăng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Theo người dân, trước đó thanh niên này đi lại nhiều lần qua khu vực trên, đến khoảng 10 giờ thì phát hiện nạn nhân bốc cháy. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc, một phụ huynh hành hung nam sinh lớp 9 đang gây phẫn nộ trong dư luận những ngày qua. Mới đây, sau khi Phạm Thượng Mỹ, người đàn ông trong sự việc trên bị bắt tạm giam, phía Điện lực Quảng Ngãi cũng đã có quyết định tạm hoãn hợp đồng thời hạn 3 tháng đối với người này. Ngày 20 tháng 12, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Miền Trung Lê Hoàng Anh Dũng cho biết, phía đơn vị đã tiếp nhận báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Ngãi và có chỉ đạo xử lý đối với nhân viên Phan Thượng Mỹ, sinh năm 1979, trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Cũng theo ông Dũng, việc xử lý kỷ luật là trách nhiệm của Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Trong khi đó, Giám đốc Điện lực Quảng Ngãi Quách Phạm Cường cho biết, chiếu theo quy định của pháp luật, công ty đã ban hành quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động có thời hạn 3 tháng đối với ông Phan Thượng Mỹ theo thời gian tạm giam của cơ quan công an, đồng thời tiếp tục theo dõi kết quả của cơ quan công an và tòa án để có biện pháp xử lý tiếp theo. Theo Giám đốc Điện lực Tư Nghĩa Đào Văn Tiến cho biết, ông Mỹ làm việc tại đơn vị gần 10 năm, bản thân ông Mỹ sống hòa nhã và không có sai trái gì. Sau khi sự việc xảy ra, công ty có làm việc với ông Mỹ và xét thấy hành động ra tay tác động nam học sinh dẫn đến nhập viện là bộc phát nóng nảy. Ông Tiến chia sẻ, bản thân ông Mỹ khi làm việc với đơn vị tỏ ra hối hận, buồn và rất áp lực. Từ khi phía cơ quan công an thi hành quyết định tạm giam, đơn vị không gặp cá nhân ông Mỹ. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu để làm rõ sự việc. Sau khi ông Phan Thượng Mỹ bị bắt tạm giam, phía Điện lực Quảng Ngãi cũng đã có quyết định tạm hoãn hợp đồng thời hạn 3 tháng đối với người này. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 ngày 8 tháng 12, em Lâm Gia Khiêm, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở thị trấn La Hà, đi xe đạp từ trường về nhà. Khi đến nút giao đường Đá Sơn, thị trấn La Hà, thì bị ông Phan Thượng Mỹ áp sát chặn đầu xe nói chuyện. Sau đó, ông Mỹ lao vào tác động vật lý với nam học sinh. Bị bất ngờ nên cháu Khiêm phản ứng tự vệ, liền bị ông Mỹ ra tay tới tấp,
khiến nam sinh bị thương. Nạn nhân sau đó được cô giáo phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho thấy Khiêm bị sưng đau vùng đầu, mặt, xây sát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán cháu Khiêm bị tổn thương và phải điều trị tại khoa ngoại thần kinh. Tối ngày 18 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Phan Thượng Mỹ. Chỉ vì nóng giận phút chốc chuyện con trẻ mà người đàn ông đã phải trả giá cho những hành động không kiểm soát của mình. Qua đó cũng là lời cảnh tỉnh đến mọi người nên giữ bình tĩnh trong mọi việc để tìm hướng xử lý phù hợp thay vì hành động bằng tay chân. Liệu rằng tới đây, vụ việc sẽ có những diễn biến mới gì tiếp theo? Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video. Thưa quý vị, vụ việc cựu phó Cục Quản lý Thị trường Trần Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng đã được hội đồng xét xử tuyên án 9 năm tù vào tháng 7 vừa qua. Vào ngày 20 tháng 12 mới đây, phiên tòa phúc thẩm đã được diễn ra. Tuy nhiên, do có tới 3 bị cáo có đơn kháng cáo nhưng lại vắng mặt nên phiên tòa đã được hoãn và rời sang ngày khác. Sáng ngày 20 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Hùng, cựu phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, cựu tổ trưởng tổ 304, nay là tổ 1444, Tổng cục Quản lý Thị trường. Theo thông báo của chủ tọa, vụ án có 18 trên 36 bị cáo kháng cáo. Ngoài ông Hùng kêu oan, một số bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Tuy nhiên, có tới 3 bị cáo, dù có đơn kháng cáo nhưng lại vắng mặt. Cả 3 nhân chứng được triệu tập tới tòa cũng không đến. 3 luật sư bào chữa cho ông Hùng đều có đơn xin hoãn phiên tòa. Sau khi hỏi ý kiến các bị cáo, luật sư và đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định hoãn. Thời gian mở lại phiên xử sẽ thông báo sau. Trước đó, hôm 27 tháng 7, tại bản án sơ thẩm, ông Trần Hùng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Bên cạnh đó, ông Hùng cũng bị phạt bổ sung 80 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Duy Hải, lao động tự do, bị phạt 27 tháng tù về tội môi giới hối lộ. Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, công ty Phú Hưng Phát bị đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra thu hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Cao Thị Minh Thuận biết ông Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ, đề nghị giúp đỡ để được xử lý nhẹ. Ông Hùng tạm thời đồng ý tha nhưng yêu cầu bà Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu. Sau đó, bà Thuận kết nối với bị cáo Nguyễn Duy Hải để được gặp trực tiếp ông Hùng, ngỏ ý sẽ chi 400 triệu đồng. Sau cuộc trao đổi với Hải, ông Hùng đã hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi. Tiếp nhận ý kiến của ông Trần Hùng, Hải thông qua một người khác trao đổi lại với bà Thuận. Cáo trạng thể hiện, ngày 14 tháng 7 năm 2020, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi ni lông màu đen đến phòng làm việc đưa cho ông Hùng. Sau khi nhận tiền, ông Hùng gọi điện thoại chỉ đạo bị cáo Lê Việt Phương, đội phó quản lý thị trường số 17 tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính. Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn cáo buộc bà Thuận nhiều lần đưa cho ông Lê Việt Phương và đội quản lý thị trường số 17 tổng số tiền 330 triệu đồng sau khi sự việc ở Phú Hưng Phát chỉ bị xử lý hành chính. Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, ông Trần Hùng và 5 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Mời quý vị theo dõi. Va chạm giao thông, xe máy tông vào hông xe container, một thanh niên tử vong. Sáng ngày 20 tháng 12, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân hai thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy tông thẳng vào hông một xe container, khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Trước đó, vào 0 giờ cùng ngày, tài xế Lý S, 31 tuổi, quê Sóc Trăng, điều khiển xe container biển kiểm soát 51C-75292 chạy trên đường DT743 hướng từ quốc lộ 1K ra ngã ba Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương thì đến giao lộ với đường Mỹ Phước Tân Vạn, bất ngờ một xe máy do hai nam thanh niên điều khiển chưa rõ hướng lưu thông tông mạnh vào hông trái của xe container. Cú va chạm là một thanh niên ngã xuống đường bị thương, còn một người cùng chiếc xe máy mắc kẹt vào xe container bị phương tiện này kéo đi hơn 10 mét, tử vong tại chỗ. Nam thanh niên bị thương sau đó được công an phường Bình Thắng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, công an thành phố Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Tới hơn 2 giờ sáng, hiện trường được khám nghiệm xong, nạn nhân được chuyển về nhà xác. Cũng trong sáng ngày 20 tháng 12, một xe tải chở hàng bưu phẩm mang biển kiểm soát 29KT00130 lưu thông trên đường Chánh Nam Hải Vân, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng theo hướng Nam Bắc. Khi cách hầm Hải Vân khoảng 2 km thì bất ngờ bị xe tải cẩu chạy hướng ngược lại tông trực diện,
tài xế chở hàng bưu phẩm đánh lái phải để tránh nhưng không kịp. Cú tông bất ngờ khiến cabin hai xe tải bị biến dạng, 4 người trên 2 xe bị thương mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài. Nhận tin báo, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp và công an quận Liên Chiểu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng thiết bị chuyên dụng cắt phần cabin, đưa 4 người ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 2 người bị gãy tay chân, gãy xương. Để giải quyết hiện trường, lực lượng chức năng phải tạm thời dừng ô tô lưu thông qua khu vực gặp nạn, khiến giao thông đoạn đường tránh Nam Hải Vân bị ùn tắc. Được biết xe tải chở hàng bưu phẩm di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, khi đến Đà Nẵng thì gặp nạn. Hiện trường nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Mới đây, công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 4 người độ tuổi từ 14 đến 19 để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó vào tối ngày 14 tháng 12, nhóm 4 người này cùng với Nhân và Nhật chưa rõ lai lịch nhậu tại một quán trên đường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Trong lúc nhậu, một người trong nhóm rủ đi Vũng Tàu chơi, nhưng Nhân và Nhật nói không có tiền. Hai đối tượng này rủ cả nhóm đi cướp tài sản để lấy tiền sử dụng cá nhân thì cả nhóm đồng ý. Sau đó 6 người này đi trên 3 xe máy, di chuyển qua nhiều tuyến đường tìm bị hại sơ hở để cướp tài sản. Khi đến công viên trên đường số 48, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thì Nhân thấy anh TVD, ngụ tỉnh Hậu Giang đang ngồi trên xe máy ở gần giữa công viên. Cả nhóm đứng gần cổng công viên để lấy hung khí, dao bấm, sau đó chạy lại gần vị trí của anh D. Khi bị Nhân cùng một người trong nhóm rút dao ra đe dọa đánh, anh D liền bỏ chạy. Một người trong nhóm trên lên xe của anh D chạy được vài mét thì anh D hô hoán cướp. Thời điểm này, lực lượng công an quận Bình Tân tuần tra đến, bắt quả tang 4 người trong nhóm trên, còn Nhật điều khiển xe máy chở Nhân chạy thoát. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị phối hợp với Công an thành phố Huế bắt quả tang hai thanh niên là Nguyễn Đức Tài sinh năm 1991 và Nguyễn Trung Chính sinh năm 1993 về hành vi trộm cắp xe máy chuyên nghiệp tại khu vực Bệnh viện Trung ương Huế. Đáng chú ý, hai đối tượng này còn là hai anh em ruột, cùng trú tại nhà số 10, ngõ 44, kiệt 131 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Trước đó vào rạng sáng ngày 18 tháng 12, Tài và Chính đến đường Ngô Quyền, thành phố Huế, khu vực xung quanh Bệnh viện Trung ương Huế, trộm cắp hai chiếc xe gắn máy. Khi đưa tang vật đi tiêu thụ qua đoạn đường Tố Hữu, giao đường Bà Triệu thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Tài và Chính khai nhận từ tháng 10 năm 2023, cả hai đã trộm cắp 10 xe máy tại khu vực Bệnh viện Trung ương Huế, gồm 9 xe Way và 1 xe Sirius. Được biết, hai đối tượng này từng có tiền án và nghiện ma túy. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao cả hai cho Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng sớm ngày 20 tháng 12, giá vàng miếng SJC trong nước chạm mốc 75,4 triệu đồng một lượng, cao nhất mọi thời đại. Theo đó, giá vàng tại các doanh nghiệp lớn gồm Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji và Phú Quý cùng được niêm yết ở mức 74,4, 75,4 triệu đồng một lượng mua và bán, tăng 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày qua. Đây là mức giá cao nhất lịch sử, các kỷ lục vừa thiết lập trước đó liên tiếp bị sô đổ. Gần đây nhất, giá vàng SJC áp sát mốc 75 triệu đồng một lượng vào cuối giờ chiều ngày 19 tháng 12. Chênh lệch giữa giá mua và bán đang lên tới 1 triệu đồng một lượng. Hôm 19 tháng 12, sau khi tăng nhẹ vào buổi sáng, đến chiều giá kim loại quý tăng vọt, đưa tổng mức tăng trong ngày là 500.000 đồng một lượng lên mức bán ra là 74,9 triệu đồng một lượng. Mức giá này đã phá vỡ mức kỷ lục 74,6 triệu đồng một lượng ghi nhận ngày 4 tháng 12 năm 2023. Giao dịch trên thị trường không quá sôi động. Liên quan đến vấn đề giao thông đường bộ, trong thời gian gần đây, tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, liên tục xảy ra hiện tượng xe máy bất chấp nguy hiểm đi cất chéo ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, gây mất an toàn giao thông. Ngay sau khi nhận được các thông tin phản ánh, mới đây, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã ra quân xử lý vi phạm. Theo đó, từ đầu giờ chiều cao điểm buổi sáng ngày 20 tháng 12, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã bố trí lực lượng tại các điểm xe máy hay quay đầu đi cất chéo ngã tư này để xử lý vi phạm. Các trường hợp vi phạm đã bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi không chấp hành chỉ dẫn của biển báo giao thông. Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng. Đáng nói, ngay cả khi có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, vẫn có một số người điều khiển xe máy cố tình đi ngược chiều qua ngã tư hoặc đi lên vỉa hè. Đây cũng là khó khăn của lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm tại nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Trung tá Nguyễn Đức Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết, để hạn chế tình trạng xe máy đi cất chéo ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, đơn vị đã có kiến nghị gửi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Ông Thắng chia sẻ, chúng tôi đề nghị bổ sung giải phân cách, kéo dài thêm 30-40 mét theo hướng đường Nguyễn Trãi đi quận Hà Đông, nhằm nắn dòng phương tiện, giảm thiểu quay đầu đi ngược chiều. Đồng thời đề nghị Sở cắm biển báo cấm đi ngược chiều để lực lượng cảnh sát giao thông
có cơ sở để xử phạt. Trung tá Nguyễn Đức Thắng chia sẻ thêm, qua khảo sát thực địa, ngay trong sáng ngày 20 tháng 12, đơn vị sẽ tiếp tục đề xuất Sở Giao thông Vận tải có điều chỉnh tổ chức giao thông, cho phép mở làn phương tiện đi thẳng qua ngã tư Nguyễn Trãi qua Duy Tiến để giảm tải giao thông. Về tiến độ khắc phục các bất cập trong việc tổ chức giao thông tại nút giao này, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết, nhà thầu thi công công trình đã đề xuất mượn thêm rào chắn nhưng Sở Giao thông Vận tải chưa chấp thuận. Những trường hợp vi phạm giao thông nếu không xử lý triệt để sẽ rất dễ gây nguy hiểm cho những người đi đường và các phương tiện giao thông di chuyển. Trong không khí trước thềm Giáng sinh là một trong những địa điểm nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm. Nhà thờ lớn Hà Nội được trang hoàng bởi những ánh đèn lung linh sắc màu. Nhiều bạn trẻ bất chấp giá lạnh tới đây để được check-in giữa khung cảnh lãng mạn mùa Noel. Cách lễ Giáng sinh vài ngày, nhà thờ lớn là nhà thờ được biết đến nhiều nhất, còn gọi là chính tòa, được trang hoàng bởi những ánh đèn lung linh sắc màu, trở thành một điểm đến check-in không thể bỏ qua của nhiều bạn trẻ Hà Thành. Từng chi tiết nhỏ trước khu vực nhà thờ lớn Hà Nội đều được trang trí rực rỡ, tạo nên một bầu không khí Noel đầy ấm áp. Tiểu cảnh hang đá, nơi Chúa Giê-xu sinh ra, được đặt ở vị trí trang trọng trước nhà thờ lớn Hà Nội, khiến mọi người ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nổi bật cây thông Noel cao 15m, kết hợp với ánh đèn của nhà thờ lớn, tạo nên một khung cảnh ấn tượng như Giáng sinh đã đến thật gần. Bất chấp cái lạnh của Hà Nội vào ban đêm, không ít bạn nữ sẵn sàng đứng chụp ảnh hàng giờ đồng hồ để có được cho mình những bức hình ưng ý. Ngày lễ Giáng sinh 2023 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Theo dự báo, thời tiết trong dịp Giáng sinh năm nay sẽ chủ yếu là rét sâu, ngày nắng ráo, phù hợp với các hoạt động vui chơi của người dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.